Ngươi đừng đi theo, một mình trẫm là được rồi. Nhưng mà hoàng thượng, thần cho rằng cho chúng thần đi theo bảo vệ hoàng thượng sẽ thỏa đáng hơn. Không cần phải nói nhiều đâu, bãi săn bắn của trẫm, trẫm tới đây đi săn. Nếu các ngươi cứ đi theo như vậy thì những con hù đó sợ chạy mất rồi, vậy làm sao mà săn bắn được. Nhưng được rồi, trẫm quyết định một mình đi được rồi. Tiểu Nghiêm Tử, người khác đỡ đi. Đi thôi. Rõ. Mọi người canh gác cho thật kỹ, không được để bất cứ ai vào đây. Rõ. Xin mời, xin mời. Chào đại thần. Đâu vậy? Để xem đi, để xem đi. Bánh nó còn đây, còn đây. Rau xanh, rau xanh đây. Ghé mua đi. Công tử à, giàu có. Nhị sư huynh, chúng ta theo lỗ đại nhân tới kinh thành, mỗi lần đầu tiên nhìn thấy thì ra kinh thành rộng lớn như vậy, canh phòng nghiêm ngặt như vậy. Muội đúng là đã được mở rộng tầm mắt. Kinh thành không ngờ lại phồn hoa tới như vậy đó. Nè sư muội, hay là vậy đi, chúng ta ở đây thêm vài ngày nữa, nhân tiện đợi tin của đại sư huynh luôn. Có thiệt không? Vậy thì tốt quá. Đợi đại sư huynh tới đây, muội nói mình ấy đưa muội đi dạo khắp kinh thành luôn. Muội muốn dạo chơi khắp kinh thành, có nhị sư huynh này đưa muội đi là được rồi, đâu cần tới đại sư huynh chứ. Cần đại sư huynh chứ. Nghĩ đi, lần này đại sư huynh có thể phá vụ án của thường đại nhân, khiến tên hung thủ Lý Cường cúi đầu chịu tội. Nói thật với huynh là muội phục huynh ấy tới sát đất luôn á. Nè, trong chuyện này nhị sư huynh đây cũng giúp không ít đâu đó. Muội cũng đã biết rồi, một mặt thì huynh phải tới quận Dương phủ cứu Thu Quan, một mặt thì phải làm người áo đen. Nếu như không có huynh á, vụ án này có phá được không chứ? Nhị sư huynh, đương nhiên là muội biết rõ sở trường giỏi nhất của huynh là khinh công. Mọi người trên núi chúng ta đều tôn nhị sư huynh là Thảo Thượng Phi. Đúng vậy, huynh có thể ở tại kinh thành ra vào tự do ha. Với lại huynh còn có thể lẻn vào hoàng cung. Nè tiểu sư muội, muội có thích món gì hay không, huynh đi lấy cho muội. Thiệt không? Muội phải suy nghĩ thật kỹ. Muội nhớ lần trước có món gì đó rất ngon, bánh ngọt của Đại Nhã Trai thật sự rất là ngon. Đợi bữa nào muội thấy thèm ăn, nhị sư huynh, huynh phải đi lấy cho muội đó. Muội muốn ăn thật sao? Thật mà. Nhị sư huynh có thể làm mọi chuyện gì muội mà. Nhị sư huynh, muội nói giỡn với huynh thôi à, tùy tiện lẻn vào hoàng cung sẽ bị tội chém đầu đó. Nè sư muội ơi, sư muội, trong lòng muội chỉ có đại sư huynh thôi, muội chưa bao giờ để mắt tới ta hết. Sẽ có một ngày ta sẽ chứng minh cho muội xem huynh ấy lợi hại hay là ta lợi hại. Sư muội. Quan thượng, quan thượng, quan thượng. Hả? Quan thượng đâu? Bao gì lại cho ta? Quan thượng. Đứng im. Đứng im. To gan, dám tự ý xông vào đây, bắt lại cho ta. Ta muốn gặp hoàng thượng. To gan, đương kim hoàng thượng, ngươi muốn gặp là gặp hay sao? Huynh nhìn đi, khắp cả chỗ này canh phòng rất nghiêm ngặt. Mặt tướng không biết. Được rồi, không còn nói nhiều, ta muốn gặp hoàng thượng. Hoàng thượng đang ở đâu? Lúc nãy hưu xuất hiện ở đây, hoàng thượng đuổi theo rồi. Được. Sao không thấy gì hết? Thiên bá, hoàng thượng bên đó, chúng ta đi. 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 Nè. Phi Vũ, từ chỗ đó đi tới đây không còn bị ai cản nữa, để làm cách nào hay vậy? Chuyện này, ôi trời ơi, thiên bá, hôm khác nói cho huynh biết. Bây giờ đi tìm hoàng thượng trước đi, nhanh lên. Con hưu mập mập to lớn lắm. Dạ. Mau. Hoàng thượng. Trẫm đã thu hoạch được con mồi lớn đầu tiên. Ngươi ở đây đợi trẫm, trẫm tới đó xem.
quá. Còn mồi thôi, sao tự nhiên lại có mảnh hổ chứ? Hoàng thượng, tiểu nhân đi cầu cứu binh ngay. Người đâu rồi? Mau tới đây cứu trẫm. À, có ai không? Có ai không? Cứu trẫm. Làm sao đây? À, công tử, công tử, cẩn thận. Hòa thượng, người có sao không? Trẫm không sao. Làm sao đây? Rồi, chúng ta tiêu rồi. Chạy mau. Phi Vũ, anh hùng. Không biết gì anh hùng cứu trẫm là ai nữa. Không ổn. Người lại dám xông vào phạm vi hoàng gia để hành thích trẫm, thì ra người có giáp hộ thân. Lên. Cha, đông vui như vậy làm sao thiếu ta được hả? Phải không? Âu Dương Đức là ngươi. Nhớ rồi phải không? Lên. Ê trời, còn cây phục sao? Lần sau đi không chơi nữa. Ta đưa hoàng thượng đi. Người ở đây làm gì nữa? Đi. Hoàng thượng, ngồi cho vững. Đuổi theo. Đuổi theo. Đuổi theo. Các ngươi còn dám đuổi theo? Vậy đừng trách ta. Ta sẽ cho các ngươi nếm thử sức mạnh lừa gỗ ha. Cố gắng chống đỡ đi, cho họ thấy sức mạnh đi ha. Ôi, giỏi.
lại. Đi mau. Đi. Quan thượng, mọi cho dẫn thần sẽ đưa người về cung. Được, đi. À, cứu tôi, cứu tôi với. Là bây giờ, nó tới rồi. Là bây giờ. Thiên bá, cẩn thận. May ta đã luyện kim trung cảo thiết bố sao? Nếu không thì đôi tay này đã bị tàn phế rồi. Con hổ đã bị ta đuổi đi rồi. Bây giờ không sao nữa rồi. Dũng mãnh thật. Rất là dũng mãnh. Nè, nè Phi Vũ. Phi Vũ à, để không sao chứ? Dũng mãnh. Trời ơi, công tử à. Tiểu Liên à, người muốn hù ta chết hay sao vậy? Người ta đang ở trước mặt công tử rồi đó. Hả? Đúng vậy ha. Đúng rồi, hoàng thượng đâu? Hả? Hai người bị con hổ đuổi tới đây, không biết hoàng thượng chạy đi đâu rồi. Đúng rồi. Hoàng thượng đi đâu rồi? Có đúng không? À, đúng. Hoàng thượng chắc đã khởi giá về cung rồi. Thiệt tình, như vậy coi như xong rồi. Hoàng cung canh gác nghiêm ngặt, chúng ta muốn tìm ông ta vậy càng khó gấp bội đó. Huynh yên tâm đi, mọi chuyện huynh cứ giao cho công tử nhà tôi. Giao cho đệ hết sao? Đệ có cách lẻn vào hoàng cung sao? Chưa bao giờ nhìn thấy hoàng cung từ trên không trung như vậy. Thật không ngờ Tử Cấm Thành nhìn từ trên cao lại hùng tráng như vậy, đẹp tới như vậy. Hoàng thượng thấy vui như vậy thì thần sẽ cho người xem vài vòng. Thật sao? Được, vậy chúng ta dạo vài vòng. Được thôi, phải xem ngươi rồi, bay cho đẹp đi. Đi đi. Nè, bên đó. Hoàng thượng gia đao. Thảo dân Âu Dương Đức thấu kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng dậy đi. Tạ hoàng thượng. Nè Âu Dương Đức, nếu không phải hôm nay ngươi cứu trẫm, e rằng trẫm đã không về được hoàng cung rồi. Không dám không dám. Hoàng thượng, ngươi là chân mệnh thiên tử mà. Trẫm
Cửu Ngũ Chí Tôn, đừng nói chuyện nhỏ này. Dù là gặp chuyện khó khăn hơn thì người cũng gặp dữ quá lành, tai qua nạn khỏi, đại cát đại lợi. Hay cho câu tai qua nạn khỏi, đại cát đại lợi. Nói, muốn trẫm phong chức gì cho ngươi, hay là ngươi muốn vàng bạc châu báu? Ngươi cứ việc nói ra, trẫm sẽ đáp ứng toàn bộ cho ngươi. Hoàng thượng, Thảo Dân không cần bất cứ thứ gì hết. Thảo Dân chỉ muốn được phép bẩm báo với hoàng thượng một chuyện thôi. Là chuyện gì? Ngươi nói đi. À, bẩm hoàng thượng, quyền lệnh huyện Tam Hà Bành Bằng mấy ngày trước bị hoàng thượng hạ lệnh cách bỏ chức quyền lệnh. Trong chuyện này có nhiều quẩn khúc, mong hoàng thượng minh xét cho. Trong đó có quẩn khúc sao? Ngươi nói thử xem. Dạ, tạ hoàng thượng. Khởi bẩm hoàng thượng, quyền lệnh huyện Tam Hà Bành Bằng làm quan thanh liêm, được bách tính huyện Tam Hà rất yêu mến. Phúc Quận Dương chiều con làm ác, nên Bành Bằng nhất quyết muốn bắt con trai của Phúc Quận Dương thuần bối lạc theo luật pháp trị tội. Phúc Quận Dương vì ghi hận ở trong lòng nên đã nói xấu Bành Bằng trước mặt hoàng thượng, khiến hoàng thượng nóng giận tước đi chức quyền lệnh của Bành Bằng. Thảo Dân to gan, mong hoàng thượng khai ân, minh xét lại chuyện này, trả lại công bằng cho Bành Bằng. Hoàng thượng. Âu Dương Đức, chuyện này có thật không vậy? Thảo Dân làm sao dám lừa gạt hoàng thượng chứ, câu nào cũng là thật. Được, trẫm sẽ nể mặt ngươi có công cứu giá trẫm. Trẫm sẽ hạ chỉ khôi phục chức quan quyền lệnh cho Bành Bằng. Trẫm nhất định đem chuyện này điều tra cho thật rõ ràng. Tạ hoàng thượng. Nhưng mà Âu Dương Đức, trẫm cũng đã mở miệng rồi, ngươi muốn được thưởng cái gì ngươi cứ nói. Hoàng thượng à, chuyện này à, một món này có ngon không? Ngươi quả thật rất kỳ lạ, cái gì cũng không muốn, lại để mắt tới món bánh ngọt mà ngư trù đại nhã trai làm cho trẫm. À, thật sự rất ngon. Được, nếu như ngươi thích ăn bánh do đại nhã trai làm, vậy sau này ngươi thích ăn bao nhiêu trẫm sẽ cho ngươi bấy nhiêu. Tốt quá rồi. Thượng nghiêm tử. Có nô tài. Chuẩn bị điểm tâm, trẫm nhất định phải ngồi xuống để nói chuyện với vị kỳ nhân này đây. Dạ. Tạ hoàng thượng. Bánh đại nhã trai làm ngon thiệt chứ. Hoàng thượng sao lại thở dài? Lần này trẫm ra ngoài săn bắn, không ngờ lại có quá nhiều hắc y nhân muốn hành thích trẫm như vậy. Trẫm đã hạ lệnh điều tra, đồng thời xử lý nghiêm tất cả những tên nô tài vô trách nhiệm. Hoàng thượng, tướng quân hộ vệ bên cạnh của hoàng thượng đối với hoàng thượng thật sự vô cùng trung thành. Thảo Dân biết rõ đám hắc y nhân này có sự chuẩn bị từ trước rồi. Hơn nữa đám người hắc y nhân này, theo như Thảo Dân thấy, không phải là người Trung Nguyên chúng ta. Vậy đó là người gì? Người Phù Tang. Phù Tang sao? Nói như vậy, trong triều hiện có người đang cấu kết với bọn chúng. Hoàng thượng anh minh, hoàng thượng người quả là đoán gần đúng rồi đó. Vậy làm sao ngươi biết trẫm sẽ có nguy hiểm? Hoàng thượng bất giận. Lần này Thảo Dân quả thật vì chuyện của Bành Bằng mà tới đây, tính mạo muội cầu kiến hoàng thượng. Vừa khéo lại cứu được hoàng thượng. Thật đó, mong hoàng thượng thứ tội. Được, trẫm sẽ phái người điều tra chuyện này. Ô Dương Đức, trẫm cũng hy vọng ngươi có thể giúp trẫm mau chóng điều tra làm sáng tỏ chuyện này. Đó chính là vinh dự của Thảo Dân, hoàng thượng. Trẫm cũng biết ngươi không phải là người yêu tiền tài,
hay là thích quan chức. Nhưng mà ngươi đã có công cứu trẫm, đương nhiên trẫm phải thể hiện gì đó. Hoàng thượng, tiểu nghiêm tử, có nô tài. Mau lấy áo hoàng mã của trẫm ra đi. Dạ. Tạ ơn hoàng thượng. Khởi bẩm hoàng thượng, áo hoàng mã tới. Trẫm ban cho ngươi áo hoàng mã này. Từ nay về sau, phàm là quan viên trong triều nhìn thấy áo hoàng mã này cũng như thấy trẫm. Sau này ngươi có thể dùng áo hoàng mã này tự do ra vào trong hoàng cung, không ai có thể cản được ngươi. Tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Mã nào cách cách tôi. Cái tiệm chết tiệt này, lần nào cũng vấp ngã. Trời ơi, đau mà chết nào cách cách không sao chứ? Người không sao chứ? Này này, không sao, không cần người đỡ, tao có thể tự đứng lên. Mà não. Muội tới đây làm gì vậy? Muội tới đây làm gì? Muội nghe nói Quynh trong lúc đi săn bắn gặp phải nguy hiểm, muội cố tình tới đây thăm Quynh đó. Vừa nghe nói Quynh gặp nguy hiểm là muội sợ tim đập loạn luôn, lo chết đi được. Hoàng thượng, Quynh có bị thương chỗ nào không? Tay của Quynh, đầu của Quynh, còn cơ thể của Quynh rốt cuộc có bị thương chỗ nào không? Tim của Quynh còn đập không? Rốt cuộc Quynh có sao không? Được rồi, có người ngoài ở đây, muội không sợ người ta cười sao? Có người ngoài? Ai vậy? Hắn chính là người của công cứu giá, được xưng là quái hiệp Âu Dương Đức. Thảo dân Âu Dương Đức tham kiến mã não cách cách. Ê nè, không cần đâu. Ê, trời ơi. Cách cách, thảo dân không cố ý đâu, xin mã não cách cách thứ tội. Không sao. Đụng tốt lắm, quả thực rất tốt. Có điều, nếu như mà được một người đẹp trai như ngươi đụng thêm lần nữa, ta cảm thấy cũng rất là xứng đáng. Đẹp tới mức khác những người bình thường. Ủa, mà sao đầu của ngươi lại đẹp tới mức giống như củ cải trắng vậy? Nhưng ta thích nhất chính là củ cải trắng. Ta đoán là lúc nãy ngươi nhất định chưa chuẩn bị kỹ. Không tin ngươi thử lại, ngươi lại thêm lần nữa đi, thì chúng ta nhất định không đụng đầu nhau. Được, vậy thì thảo dân khấu kiến mà não cách cách. Không cần lại đâu. Được rồi. Ơn hoàng thượng, nếu không còn chuyện gì nữa, thảo dân xin được cáo lui. Tạm biệt hoàng thượng. Đi đi, tạm biệt cách cách. Tạm biệt. Nè, ngươi đừng có đi. Hả? Đừng đi mà. Cách cách. Cấp cách như vậy làm gì chứ? Âu Dương Đức. Trẫm hy vọng là có thể gặp lại người. Ta cũng vậy đó. Nhất định. Hoàng thượng bảo trọng. Cách cách bảo trọng. Tạm biệt. Nè, đừng có đi mà. Cách cách. Tạm biệt. Sao trong cung lại không có được một người đàn ông nào vừa cá tánh lại đẹp trai như vậy chứ? Mình thích quá đi.